Và hôm nay đã là 15 tháng chạp rồi, thì còn khoảng hơn chục ngày nữa là đến Tết thôi. Nhà mình đang tiếp tục đóng các cái đơn cám mi chè màu và gáy gửi cho anh em trên toàn quốc. Đó. Các bác gọi điện trực tiếp qua số điện thoại trên video để đặt cám giúp mình nhé. Qua Tết thì nó sẽ vào khoảng ngày mùng 6, mùng 7 thì bắt đầu nhà mình mới bắt đầu nhận đơn để gửi cho anh em. Do vậy là anh em nào mà căn cứ cái lượng cám ấy, đặt sớm từ bây giờ đi. Đấy, để cho nó ăn qua Tết cho thoải mái luôn nhé. Đấy. Anh em quản mình móng cái này. Đấy. Các anh em khác ở đây. Đấy, mi này, Đắk Lắk này. Đấy. Đó, các bạn có thể lấy theo gói đi. Để đóng tiếp một số đơn nữa cho anh em. Các bạn lấy theo gói này. Nó là 50 ngàn một gói 2 lạng rưỡi này các bạn. Các bạn lấy làm sao mà khoảng từ 1 kg là được miễn phí tận nhà rồi nhé. Đấy. Cám mi, chòe, màu và gáy đều như vậy luôn. Đều đóng gói như thế này. Đó. 1 kg sẽ được 4 gói như mình đang cầm ở trên tay. Đây là cám màu này. Chòe, mi để trong thùng. Ví dụ như là anh em lấy cám chòe ở xa ở Long An này, hay là một số anh em lấy cám mi ở Thái Nguyên này, lấy mấy ký liền luôn này. Đấy. Rồi đây, số anh em mà chòe Quảng Bình này. Đây là lồng với lại cám của Huy này, Hải Dương. Anh em của Long An, đây, anh em của Ninh Bình, nói chung là tất cả các tỉnh nha các bác. À, chỉ lưu ý anh em mà đặt sớm một chút đi để cho đợt này đến sớm hơn. Đây là của anh em của Đồng Nai này, lấy mấy ký luôn, mấy ký mi luôn này các bác. Đấy, thùng to như thế này. Đấy, anh em đây, đây là của anh em lấy cám mi màu này, lấy theo gói cũng được nha các bác. Đấy, một số cái khác ở đây. Đấy thì cũng chỉ còn một vài ngày nữa là nhà mình sẽ nhận đơn của anh em ở xa thôi. Đấy, ở gần thì anh em cố gắng là cũng đặt sớm trước cho mình thì giáp Tết rồi, cận Tết rồi nha các bác. Đấy. Đặc biệt là không qua bất cứ một cái đại lý cửa hàng nào cám đất Việt làm chơi và gửi trực tiếp cho anh em trên toàn quốc. Do vậy các bạn sẽ trực tiếp vào số điện thoại đặt hàng giúp mình. Bác có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cho cám chim đất Việt nhé. Thì mình sẽ gửi tận nhà cho tất cả các anh em. Đó. Rồi, chào tất cả các anh em đang theo dõi video và cảm ơn các anh em đã tin dùng cám chim đất Việt trong suốt những năm qua. Chào tất cả các anh em.